cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh xuống Bắc Bộ và Trung Bộ. Chính vì vậy, những ngày qua, quý vị đã có thể cảm nhận được thời tiết xe lạnh vào sáng sớm. Từ hôm qua, mưa đã chấm dứt trên các tỉnh miền Bắc, nhưng vẫn khá rét và trời âm u. Đến ngày hôm nay, khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ có nhiều mây, đặc biệt là vào sáng sớm sẽ có mưa nhỏ rải rác. Tuy nhiên, nhiệt độ có sự biến đổi nhẹ, nên nhiệt tăng từ 2 đến 3 độ C so với ngày hôm qua. Sự lên xuống nhiệt độ liên tục chỉ trong vài ngày chính là nguy cơ khiến quý vị dễ mắc các bệnh về hô hấp. Quý vị chú ý giữ ấm cơ thể và linh hoạt thay đổi quần áo phù hợp với thời tiết. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay, các tỉnh Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Phải đến tối nay dự báo mưa mới giảm. Dù chỉ mưa vài ngày nhưng đợt lũ cuối mùa đã khiến cho các tỉnh thành phố miền Trung bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là tại Thừa Thiên Huế. Mưa cực đoan khiến cho hồ thủy điện dung tích 820 triệu m3 mất khả năng cắt lũ. Chúng tôi sẽ thông tin ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Thanh hóa đến từ Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét và gió giật mạnh, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4, phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phía bắc 18 đến 21 độ, phía nam 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc 21 đến 24 độ, phía nam 25 đến 28 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, riêng Ninh Thuận đến Bình Thuận 30 đến 33 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 biển động. Sóng cao 2 đến 4 mét. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 biển động, sóng cao 2 đến 4 m. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 biển động, sóng cao 2 đến 3,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8 biển động, sóng cao 2 đến 4 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 biển động, sóng cao 2 đến 3,5 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Thưa quý vị, như chúng tôi vừa thông tin ở phần đầu chương trình, mưa lớn cực đoan dồn dập ở thượng nguồn khiến từ Thiên Huế phải ngay lập tức tăng lưu lượng vận hành điều tiết xả lũ ở các đập. Lưới vận hành điều tiết lớn nhất khoảng 800 m khối trên một giây, nhưng vẫn không thể cắt lũ. Ông Đặng Văn Hòa, tránh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những ngày qua, đơn vị đã yêu cầu các chủ hộ đập tăng cường lưu lượng vận hành điều tiết xả lũ, hồ thủy điện Hương Điền vận hành xả từ 300 đến 700 m khối một giây, hồ thủy điện Bình Điền từ 100 đến 400 m khối một giây, hồ thủy điện A Lưới vận hành điều tiết lớn nhất khoảng 800 m khối một giây để ứng phó với mưa lớn. Tuy nhiên, từ khuya ngày mùng 1 kéo dài đến sáng ngày mùng 2 tháng 12, mưa lớn cực đoan dồn dập ở thượng nguồn với lưu lượng khoảng 350 mm khiến Thủy Điện Hương Điền dung tích hơn 820 triệu mét khối, không còn khả năng tham gia giảm lũ cho Hạ Du. Theo đó, lưu lượng nước đến hồ Thủy Điện Hương Điền bao nhiêu thì về Hạ Du sông bổ bấy nhiêu. Thời điểm cao nhất lưu lượng nước đến hồ Thủy Điện Hương Điền là 2.515 mét khối một giây, lúc 4 giờ 15 phút sáng ngày 2 tháng 12. Thủy điện Hương Điền mất khả năng cắt lũ nên trong sáng ngày 2 tháng 12, lũ sông Bồ bên dưới Thủy điện Hương Điền lên rất nhanh và đặt đỉnh ở mức rất xỉ báo động 3 và hiện lũ bắt đầu rút nhưng còn chậm. Sáng ngày 2 tháng 12, một số địa phương vùng hạ du sông Bồ như Quảng Điền, Phong Điền bị ngập cục bộ. Nước tràn qua đường gây ách tắc giao thông một số tuyến như tỉnh Lộ, đường liên xã ở Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng Điền, Phong An, Phong Sơn, Phong Điền văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế khẩn cấp yêu cầu các địa phương giả soát cập nhật phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét sạt lở ở vùng núi ven sông suối vùng trũng thấp ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản tăng cường giám sát kiểm tra ngăn chặn người đi vào rừng trong thời gian thiên tai mưa lũ phân công lực lượng cảnh giới tại các điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở ngập lụt bố trí biển báo hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các khu vực ngầm tràn khi xảy ra mưa lũ, chỉ đạo kiểm tra các chủ đầu tư xây dựng công trình, bảo đảm an toàn trong thiên tai, khắc phục tình trạng ngập úng đô thị khi mưa lớn. Không chỉ ở Thừa Thiên Huế, mưa lớn những ngày qua ở tỉnh Quảng Bình với lượng mưa lên tới 285mm. Điều này đã khiến cho mực nước các sông lên nhanh. Một số nơi trên báo động 1 xuất hiện sạt lở núi làm ách tắc giao thông tại miền núi. Mưa lớn làm quốc lộ 15 đoạn qua ngầm bùng xã Hưng Trạch và các đoạn ngầm cà ở xã Thượng Trạch, đường vào thôn Hà Môn, xã Cự Nấm, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ngập trên 1 mét. Lực lượng chức năng đã làm hàng rào cấm người và phương tiện qua lại đoạn ngập sâu. Tại huyện Quảng Ninh, đường vào các bản Plang, Dinh Dinh, Dốc Mây, Trung Sơn, xã Trường Sơn, nước dâng cao từ 0,5 đến 0,8 mét, làm chia cắt 4 bản, người và phương tiện không qua lại được. Mưa lớn trong những ngày qua làm sạt lở khoảng 30 mét khối đất đá trên đường 16, đoạn đi qua bản Mít Cát, xã Kim Thủy, huyện Lị Thủy. Hiện nay, đoạn này được lực lượng chức năng khắc phục, dọn dẹp đất đá được một phần, các phương tiện có thể lưu thông một lần. Sạt lở cũng xảy ra trên tỉnh lộ 558C, đá từ mái ta luy dương sụt trượt xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đang bố trí nhân lực, máy móc dọn dẹp đất đá để sớm thông tuyến. Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ hiện tại mong rằng mưa lũ sẽ tan nhanh và không gây thiệt hại cho bà con ở miền trung chương trình dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc